Hello các bạn, chào các bạn đã trở lại với kênh của em mày nha. Hôm nay em mày sẽ chia sẻ cách vẽ bông bằng màu treo luôn. Tại cô khách này cổ muốn vẽ cái màu treo trên cái bông, đặng cổ sơn chân, đặng cái màu treo này cho sơn chân luôn nha. Đây là một cái bông mai mì đã vẽ xong rồi nè các bạn. Các bạn chưa thấy rõ ha, tại cũng hơi xa. Đây là sau khi em mì làm bộ ấm rê của bà khách này xong nè, em mì ấm rê trắng hồng cho bá nha. Còn khi em mày vẽ bông là vẽ hai chiều không nha các bạn. Tại vì mấy khách của em mày, những khách mà sành channel người ta rất là rành các bạn, người ta không có thích mình vẽ cái bông mà chỉ có một chiều đâu. Thế tay em mày đã che cái bông lại, nhưng mà em mày sẽ quay cận cảnh cái bông em mày vẽ xong cho các bạn xem ha. Cái mẫu bông này rất là đơn giản nha cả nhà. Ok, bây giờ em mình sẽ dùng màu nước sơn đen này, em mày chấm những cái chấm đen để làm cái nhĩ bông luôn nha. Mình có thể dùng kim tuyến hoặc là màu vàng hay gì đó, nhưng mà cô cách này có muốn đi tông như vậy luôn nên em mày phải dùng những chấm đen nha. Em đã xong hai cái bông rồi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ dùng cái treo sợi nè. Em kéo phía trên hai cái bông này. Mày dùng keo sợi màu trắng, mày kéo cái khoảng trống của hai cái bông nè phía trên, vậy mày không có vẽ lai phía trên này.
mì cháo sợi màu trắng thì mình sẽ kéo một ít sợi màu đen nữa nè. Mì không kéo theo thứ tự nha cả nhà, em mì muốn mít trắng đen như vậy để em mì ra cái mẫu vẽ của em mì nó hơi lạ lạ chứ mình không có kéo theo. Nay mì đã kéo sợi xong rồi nè cả nhà thấy không, cái bông của em mì nè đó. Ok cả nhà, bây giờ em mình sẽ cho những cái hộp diamond nằm rải rác ở trên cái những cái treo lai mà em mình đã kéo nè cả nhà. Ok các bạn, bây giờ bên đây em mì cũng bỏ những cái hộp xoàn nằm rải rác bên đây ha. Em mì cũng đã bỏ bốn cái hộp xoàn bên đó cho đều. Cái bây giờ muốn em mì muốn cái hộp xoàn này nó dính lâu nè các bạn, không có dễ tróc, em mì sẽ bỏ chút xíu nail glue vào cái hộp xoàn này before là em mì bỏ clear coat lên cho khách. Những cái hộp xoàn này nó rất là chắc. À, cả nhà thấy không? Này mình kỹ cho khách thôi. Chứ nếu mà mình bỏ cái nước treo lên, thấp treo lên cũng được, nhưng mà để đảm bảo những cái hộp sòn này nó dính lâu hơn thì mình kỹ một chút thôi. Đây là các bạn, hai cái tay là em mì đã làm xong luôn, em mì đã vẽ xong rồi nè, hai cái qua nè, với em mì làm bộ mới ombre nè. Bây giờ em mì sẽ bỏ nước thấp treo lên là em mì đã xong bộ ombre màu trắng có kim tuyến nè, ombre trắng hồng. Ok các bạn, bây giờ em mì bỏ nước clear treo lên nè. Đây em mì đã hoàn tất bộ nail ombre với hai ngón giả cho khách hàng ha. Ok các bạn, bây giờ là em mì đã xong hai cái bông qua trên tay khách rồi nè, màu tím nha. Cái này khách này, cô khách này chọn màu tím tại cô thích màu này đang sơn chân luôn. Chứ nếu em mì chọn sẽ chọn những cái màu nổi hơn. Đó các bạn thấy không? Khi mà mình bỏ treo lên rất là sáng bóng hai cái bông luôn. Có những cái đây mình nhỏ nè. Ok các bạn, bây giờ em mình xin kết thúc video tại đây.
Cảm ơn các bạn đã luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ kênh của Amy. Các bạn yêu mến Amy thì hãy đăng ký kênh, bấm like và share để ủng hộ Amy, để mình xem những cái video kế tiếp của Amy nhé. Amy xin chào tạm biệt cả nhà. Couple feature.